cách lấy counter của máy in HP1212 cực đơn giản nha, xem ngay. Trước tiên chúng ta vào màn hình máy nè, chúng ta sẽ chọn một cái cài đặt ở đây, bấm vào đây nha. Rồi kế tiếp nữa là ngay chỗ cái menu này, ấm nút mũi tên sang phải, chúng ta đã bấm hoài, chúng ta bấm tới nè, trên màn hình sẽ hiển thị main menu report. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Kế tiếp nữa chúng ta bấm cái nút sang trái nữa để chúng ta tìm một là config report, thì chúng ta bấm vào đây, bấm OK. Rồi khi đó máy sẽ in ra cái tờ counter của cái máy nha. Máy này đang chạy ra cái tờ config của máy nè. Rồi thì cái tờ config của máy này nó đang có hai bảng như thế này. Thì nếu mà muốn biết được cái số lượng cho in của máy mình như thế nào thì mình xem cái tờ thứ hai nha. Thì ngay chỗ cái mục này bạn để nè, total bay print nè, thì tổng cộng cái máy này in được 1569 trang bản nha. Thì ở đây nó có sẽ có liệt kê là những cái mà mình scan bao nhiêu tờ nè, mình in trắng đen, copy bao nhiêu tờ các bạn ha. Sài Gòn Tech nên chia sẻ những kiến thức miễn phí.